Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình có đi ngang nha vườn các bạn. Mình có đi ngang cái đoạn đường này, thấy hàng dừa quá trời luôn các bạn ơi. Giật nhớ ra hồi nhỏ mình với mấy thằng bạn cùng trong xóm á, đi thường đi tắm sông á. Tắm sông rồi đi hái dừa xong rồi ngồi thi nhau cạp xước cái vỏ dừa các bạn. Mà hái những cái trái dừa non non á, nó cũng không già quá, không non quá ăn các bạn. Thi nhau có thằng nào cạp nhanh nhất các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một trái mình thử lại, mình cạp lại các bạn. Bây giờ trong xóm mình nó mấy thằng đó nó đi lấy vợ hết trơn rồi, nó không còn ở đây. Cho nên bây giờ mình không có thể thi ai được hết các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi suốt một mình quá. Ok các bạn ơi, cái đây là cái hàng dừa nhà mình rồi các bạn ơi. Hai bên là trồng chanh nha các bạn. Cái hàng dừa nhìn cũng rất đẹp ơi, trồng cái này của ba mình trồng cũng khá là lâu rồi mà nó ít trái quá các bạn. Mấy cái dừa này nó cũng không cao lắm nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy được có trái nào nó vừa hết các bạn ơi. Hai trái già quá thì mình cạp cũng không nổi, mình trái non quá thì cạp thì nó dễ bể các bạn ơi. Giờ kiếm mấy bây giờ mình sẽ kiếm đi kiếm cái trái dừa sim các bạn. Trái dừa sim thì nó cạp nó sẽ dễ hơn các bạn ơi. Chứ là trái nó cũng nhỏ chứ nó không có to. Chứ đi kiếm mấy trái dừa bị cạp là cạp tới sáng mai luôn các bạn ơi, chứ cạp không nổi đâu. Dừa này bữa trước ba mình hái đem đi bán hết trơn các bạn ơi. Hết trái rồi, còn là trái già, trái dám không các bạn ơi. Hai các bạn ơi, mình đã tìm ra có một vài dừa sim các bạn ơi. Trái nó cũng vừa nha, nó cũng không to quá, không nhỏ quá các bạn. Đây mình để gần các bạn xem nha. Đây các bạn, mình sẽ hái một trong hai trái này nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ hái trái này các bạn ơi. Trái này nó bị chuột cạp hết lỗ các bạn, cho nên nó hư rồi. Mình hái trái này nha. Ây, dặn có một tay. Khó làm đó các bạn ơi. Ok, đã xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuống, mình sẽ cạp đó các bạn. Hello các bạn, mình đã hái xong cái trái dừa này xuống các bạn ơi. Cái này là trái dừa sim nha các bạn. Khi mà nó vừa gọi là chán cháo, ý lộng nó vừa nào á, thì uống nước rất là ngọt, thịt ăn cũng rất là thơm các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cạp cái vỏ ra các bạn. Cái dừa này nó cũng dừa nó không có non quá, không hoài không già quá các bạn. Có thể gọi là chán cháo các bạn. Chán cháo có nghĩa là cái thịt ở trong nó vừa mới có ít là chứ không có nhiều mà nó mềm. Đó. Hồi nhỏ mình với mấy thằng bạn thường tắm sông cái này nè. Lội tắm sông rồi đi hái dừa ngồi thi nhau cạp coi thằng nào cạp nhanh hơn nha các bạn. Cái thịt cái cùi đó, cái gọi là cái vỏ cái gáo dừa trên đây các bạn, khi mà cạn cạp ở trong á, tới lúc mà gần tới cái cày á, ăn rất là ngon các bạn, nó giòn giòn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cạp đó nha các bạn. Hồi nhỏ tụi mình chơi cái này, chơi thi nhau cạp này rất là nhiều các bạn. Nhưng mà có vài thằng nó không cạp được nha các bạn, nó không chơi được các bạn. Vì lý do là nó bị súng răng cửa các bạn. Nó bị súng răng á. Súng răng nó không thể nào mà cạp vừa được các bạn ơi. Hàng răng cửa nó không có sao cạp các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu cạp nha.
mình gặp một hồi á, cái răng của mình nó cảm thấy chát quá các bạn. Cái mình nghĩ là cái dừa này không biết được gọi là cái mũ hay gì mà nó chát cái mọng hai cái bên miệng các bạn ơi. Răng mình cũng vậy nữa các bạn. Ok, cái dừa mình đã xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cạp một lỗ để mình uống nước đó các bạn. Chứ nữa sau mình ăn cái phần cải phía trong các bạn ơi. Đây các bạn. Nước dừa nó thì chưa có thể là chắc chắn là nó sẽ không ngọt bằng nước dừa nào các bạn ơi. Mời các bạn uống nước dừa chung mình nha. Quá đã các bạn ơi. Cặp dừa nãy giờ cái miệng nó dít dít, nó chát chát các bạn ơi. Uống nước dừa này vô nó đỡ ghê luôn các bạn. Mình dừa này nước nhiều thật á, mình uống nãy giờ cũng một hơi thật dài mà nó cũng còn quá trời các bạn ơi. Mời các bạn nha. Quá phê các bạn ơi. Ok, mình đã uống hết tất nước các bạn ơi. Bây giờ còn miếng hết trơn rồi. Cái gáo dừa non này á ăn rất là giòn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn cạp cho bạn liền nha. Bạn để lâu hồi nó sẽ cái mũ, có thể gọi là cái mũ nó ra nó thâm đỏ đỏ các bạn. Bạn ăn liền nha. Các bạn xem nè. Các bạn thấy không? Cái gáo này các bạn, gáo nó non nè. Ăn rất là ngon các bạn ơi. Để mình cạp những mấy cái vỏ ở ngoài cho nó bớt đi rồi tới gáo non cái mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là thịt bên trong cái dừa mình nha. Ở phần đít đáy nè, nó cũng có thịt mà nó ít các bạn ơi, rất là ít nha. Đây là cái gáo dừa phía phần phía trên bạn. Phần này ăn rất là giòn, giòn và ngon các bạn ơi. Mời các bạn nha. Đây các bạn, cái phần bên trong mà các bạn ơi, nó rất là ít thịt các bạn. Cái phần cái dừa các bạn còn non nè. Đây các bạn, mình ăn cái phần đó nha. Mình ăn chắc cũng khoảng tới gần xung quanh đây phía trên lên lên bạn ơi, lên nha. Chứ dưới đây là nó già quá, ăn không ngon các bạn, không được luôn, nó cứng á. Đây nè, ăn cái phần gáo không nè, ăn rất là giòn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ một bẻ một miếng cho các bạn xem nha.
cái phần này các bạn ơi, ăn rất là giòn nha. Rất là ngon các bạn ơi. Các bạn nếu mà có mang theo dao á, bạn gọt cái phần nhỏ nha, bớt nha, ăn cho phần cái gáo này thôi. Nếu mà các bạn ăn phần của cái này á, nó hơi chát các bạn ơi, nó không có ngon, nó không có giòn. Hồi nhỏ tụi mình thuần cạp xong mới ăn cái phần này xong bạn. Cái đem về cắt nó tròn lại. Nó nghe các bạn, tròn que nè. Sau đó mình bế cơm vào đây mình ăn các bạn ơi. Ăn rất là ngon các bạn. Hồi xưa hồi nhỏ đi chơi vậy đó rất là vui các bạn ơi. Bây giờ lớn rồi không còn ai chơi vậy chúng tụi mình nữa. Cái phần này nó hơi cứng các bạn ơi. Mình để lâu quá cái gió nó vô á, nó đỏ các bạn. Tự gói còn đỏ trước nha. Nãy giờ mình ăn cũng hên được nửa cái gáo dừa các bạn ơi. Bây giờ phần dưới đây nó hơi cứng hơn và nó già hơn, ăn không ngon các bạn. Ok thôi, các mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Video hôm nay là mình đi ra ngoài cái miếng dừa. Mình nhớ lại hồi xổ mình với mấy thằng bạn đi cặp dừa ăn các bạn. Mình thử bây giờ mình cặp lại một trái ăn các bạn. Lâu ngày ăn lại ăn cũng thấy ngon các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Tạm biệt các bạn.